Chào anh em nhá. Anh em, chúc anh em đầu tuần vui vẻ. Hôm nay mình có nhận được một chút phần quà của bên N7 Gaming. N7 Gaming bây giờ sang kinh doanh cả phần áo. Hiện tại mình đang mặc chiếc áo của N7 Gaming. Trông nó hơi cute tí. Tuy nhiên là bên N7 gửi cho mình hơi nhiều, gửi cho mình 3 cái lận. Và bên mình đang còn thừa hai cái áo của y hệt như mình đang mặc nữa, còn hai cái nữa này. Thì hai cái áo này chắc là sắp tới mình sẽ làm giveaway cho các bạn. Tại vì mình cũng chỉ có cần một cái để mặc thôi. Hôm nay buổi chiều thì mình có đi chụp hình như các bạn thấy rồi đấy. Hôm buổi chiều mình có đi chụp hình linh tai anh tinh để sắp tới có ít việc. Đây, cái ảnh nền này là một ví dụ. Sắp tới mình sẽ giveaway hai áo này nhá, nhưng mà cái áo này size nó hơi nhỏ tại vì người mình không phải là to lắm. Phù hợp với bạn nào cao khoảng 1m7 và nặng khoảng 60 cân như mình. Bạn nào gầy hơn thì càng tốt. Cảm ơn bạn Sang nha. Cái đéo em đang trong tình trạng nữa muốn yêu nữa muốn chia tay phải làm sao anh? Tại sao em lại có mẹ suy nghĩ như vậy? Tại sao lại nửa muốn yêu nửa muốn chia tay? Nó phải có một cái lý do nào đấy. Hay là em đang nghi ngờ tình cảm của mình, hay em tự nghi ngờ tình cảm người yêu em, hay là em cảm thấy là đéo thể đi được xa hơn nữa, hay là như thế nào? Nó phải có một cái lý do nào đấy chứ. Anh mới có lời khuyên cho em được. Nhưng em bảo là em nửa muốn yêu, em nửa muốn chia tay, nghĩa là 50% em muốn yêu, 50% em muốn chia tay. Nghĩa là hai bên đều nhau, nghĩa là hòa nhau, chả có cái đéo gì cả. Anh ơi, em muốn soạc bạn gái thì nói kiểu gì? Vãi lâu. Nó cho anh đem phát nhá. Câu hỏi cực đơn giản em ơi. Chuột kìa đô phết. Trời, ngày xưa mình tập tạ mà này, bạn nhìn trăm nhá. Đô sao mình bằng trăm ngàn bạc cười. 3-4 năm nay nhưng mà con chuột mình vẫn còn này. Đấy, bạn thấy không? Đấy, đây, nó chạy ở mầm này, thấy không? Cảm ơn Kiên Bú. Kiên Bú nhá, cảm ơn Kiên Bú. Em Vân Ba Bia bên Virus Piu Piu Xe Mơ nói kết A kìa. Cảm ơn Kiên Bú nhá. Cảm ơn em Vân Bè Bè nhá. Vân Bè Bè, anh có vợ con rồi em ạ. Cảm ơn Vân Bè Bè nhá. Cảm ơn An MM nhá. Đà Nẵng thì anh được đi 2 lần rồi. Không biết là anh sẽ quay lại hay không. Nhưng mà nói chung là Đà Nẵng anh ơi. Năm trước anh vừa đi Đà Nẵng rồi, anh được đi Bà Nà. Ui, đi Bà Nà thích lắm. Bà Nà được đi cáp treo. Mà đi cáp treo nó đẹp hơn Phan Xipang nhiều. Phan Xipang mù tịt, chả nhìn thấy cái đéo gì cả. Còn Bà Nà nhìn thấy núi rừng các kiểu đẹp lắm. Xong rồi được lên để chơi trò chơi, hiểu không? Có cái trò đéo gì mà có cái trụ to đùng hình dương vật ấy, xong rồi có ghế tròn xung quanh ấy, xong rồi lên đấy ngồi nó đưa lên xong nó hạ bắt xuống. Thích vãi luôn. Mở mang tầm óc đầu óc vậy. Ở quê mình đâu có những trò đấy. Nói chung là ở Bà Nà nó có nhiều trò đấy mà anh chưa chơi hết. Thề. Nhiều trò thích chơi vậy đấy nhưng mà đéo dám. Kiểu cái nhà ma ấy. Nó có cái nhà ma mà mình phải ngồi lên trên cái đường dây tàu hỏa xong rồi nó đưa đi vòng quanh nhà ma xong rồi vay quay về điểm cũ ấy. Thì hôm nay mình đi có 3 người. Có mình này, vợ mình này, với cả một đứa trong công ty nữa. Mà mẹ quái em. Cái gọi là cái đéo gì, cái tàu hỏa đấy nó chỉ có 2 chỗ mà có 3 người. Mình là đàn ông. Mỏi tay quá. Mà một bên là vợ mình, một bên là đứa ở công ty mình. Thế mình bảo là xuôi, em với cả cái Nhung ấy, tên là Nhung, em với cả Nhung đi đi, tí anh đi mình được. Mẹ trò này mẹ đơn giản mà. Thế là vợ mình với cả con bé ở công ty mình vừa vào ấy la thất thanh ở trong. La từ đầu hầm cho đến cuối hầm luôn. Kinh vãi lìn. Thế là đến lúc vợ mình ra mình sợ vãi cả đái, mình đéo biết làm gì cả. Mà mình lỡ mẹ vênh mặt lên với cả con bé ở công ty rồi. Thế là mình quyết định là thôi không sao cả, mình lên. Mà vừa vào ấy. Vừa vào cái thằng chó nó đã sờ tay vào vai mình mới lừ cái rồi. Thế là đến lúc vào trong đấy mình khôn là mình nhắm tịt mắt và mình cứ đi, mình nhắm tịt mắt vào thằng đéo nó sờ mình cũng như thế này này. Thằng đéo nó sờ mình cũng đéo phản ứng gì thì mình cứ như thế này này. À, đến lúc lâu lâu ti hí một cái sắp ra cửa hầm mình lại bắt đầu như này. Ra vợ mình với cả con bé công ty mình. Hâm mộ anh BCL nhìn mình với cả ánh mắt hâm mộ ấy luôn, hiểu không? Ủa anh không sợ gì à? Không sợ phải không? Trong bình thường mà. Sao? Em sợ cái gì? Sợ cái gì à? Hả? Sao? Sợ cái gì? Trời đi mẹ. Sau đợt đấy về công ty bảnh mãi luôn đi mẹ. Khen quá trời luôn. Rồi. Dạ. Rồi. Sao anh? Cháu khỏi chưa? Khỏi rồi anh ạ. Cảm ơn anh. Anh hôm trước hai vợ chồng vừa cãi nhau à? Chém gió lo thế. Mẹ là vợ anh mà dám cãi anh ta được phát. Cảm ơn. Dạo này vợ vẫn làm trên Sapa à? Làm đấy bao lâu? Làm khoảng hơn năm.
Wow, lâu vết nhở, thế thì thoải mái mà chơi nhỉ. Mười thế bây giờ anh ra quán có cún ở nhà mình nhỉ? Bà nội. Bà nội. Ở nhà bà nội là như nào? Bà nội là mẹ ruột của anh nhỉ? Chắc thế. Xui, mẹ mày đẹp trai thế. Sao đẹp trai vậy? Đẹp trai vậy? Tại sao lại đẹp trai vậy? À, có nhiều bạn hỏi mình là Noel này có làm chương trình kết nối yêu thương hay không? Theo các bạn này có nên làm không nhỉ? Lâu lắm rồi mình không làm kết nối yêu thương rồi. Noel này rất là nhiều ông đang kêu là không có gấu. Mình để ý cũng có khá là nhiều bạn nữ xem stream của mình. Hay là sắp tới mình sẽ làm một cái chương trình nhá. Mình sẽ tổng hợp hết profile của bạn nữ đang có nhu cầu tìm người yêu. Sau đấy là mình sẽ từ các bạn nữ ấy, mình sẽ chọn ra một số bạn nam cũng đăng ký. Nhưng mà mình chỉ chọn ra một số thôi để hợp với cả khuôn mặt các kiểu của các bạn thôi. Hợp tính cách các kiểu. Mình sẽ ghép các bạn với nhau. Check kỹ vào thằng lồn đạt thôi. Nó cắt chìm á. Ờ, tiếng dưới city, tiếng dưới city này. Em city, em city. Đúng rồi, ý tao là mày đấy. Ơi. Ở city đúng không? Ấy. Mẹ mày, mày có học được gì không? Học rồi, bố đang hơn mày đấy. Hơn là điểm béo gì thế. Ừ, đúng rồi. Ôi. Về. Gần kìa. Thế, Tùng Anh. Ôi, 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 bố mày học được nhiều điều từ pha vừa rồi vãi luôn. Con mà. Thì các bạn đằng này có cái nem tác này thử cái đó bây giờ. Một tác là đâu rồi. Ôi, 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 con mẹ đồ long ơi. Long. Độ con mẹ mày. Bố nó cầm ốp nó đẩy từ trong long ra. Đang lên thì bom. Con mẹ mày trong khói thằng kéo tao lại. Tao tưởng bọn mày. Mẹ đã cầm bom mà chạy con mẹ lên đi còn đứng. Đang chạy nó kéo lại mẹ. Ra để tao, để tao. Tóc cái sóc gần gần gần. Ui. Rồi để bố lên trước rồi, đừng ném bom tao. Mẹ. Cái mẹ mày nữa. Ngu vậy. Cầm này. Hết mẹ đạn rồi. Còn 3 viên. Kim nó. Tụi ơi mít mít tịt. Mẹ đang cười. Thằng bắn mãi đeo trúng đầu nó nhở đi ác đầu. Mày ngu vậy. Mẹ mày. Mày phải đứng kia bên tao. Đây hít mạng rồi còn xiên chết bố mày nữa. Đang múa dao vòng mày vào. 2-2-2, một điếu, một điếu. Ném đế là... Ui... Sao sấy thế mà đéo chết nhở? À quên, anh em subscribe kênh mình đi. Cảm ơn anh em. Anh em hãy subscribe kênh mình đi. Mình đang muốn có nút bạc để cho thằng con nó tự hào với ông già quá. Chết, vào chào nó hóp rồi Tùng Anh. Con bà thằng no hope phải không chơi thì cút cụ người ta đi, đứng ở đây con mẹ mày vào xem xong rồi đi report với vợ vợ bố mày rất ghét thằng mặt như mày nữa. Vừa chỉ chơi thì không chơi xong bây giờ con mẹ mày vào luôn. Vào report đồng đội cho đồng đội mà con mẹ mới là vào cay để rách. Chắc nha. Lần sau mà làm cái highlight nào có thằng Tùng Anh cứ chèn mấy cái tiếng bíp bíp vào nha. Nó xóa video đó. Thế chèn con mẹ hết cả giờ clip luôn. Em bơi à? Ừ. Ui, nóng súng. Ôi, con mẹ mày kìa. Mày ăn cái lồn thì mà ngu thế. Thằng nào thò lát tao ấy thì lát con mẹ mày ngồi bắn với nó. Mẹ mày 10 giây đéo chết. Chơi cuối này, yếu. Ok, ok, ok. Luôn lý 4-48 này yếu đâu. -48 rồi, yếu gì. Tao bạn 44. Ừ. Lục đi ngu. Đó nó vào đâu. Vào đấy. Yêu lục thôi, lục thôi. Ôi. Ôi. Đi cơ đuổi à. Không chung được một viên. Mày đang làm cái trò gì vậy? Mày ngu vậy. Mẹ của nó ném bom tao, tao sợ quá. Lục đéo cầm cái móc bằng c*** à. Đi, ngu đi, nếu ta được. Mày ngu vậy.
bên này nó đéo dậy mày. Tư duy à? Không. Phân tích tình huống à? Ơ, đi mẹ ta xem khẩu súng kia là fuck new à? Mẹ bố khu lồn ngu lồn đâu mà đi mẹ bị lừa. Lừa nó cặc cái đít mẹ mày. Sexy mình... vậy. Hey. Ném tao súng lên cái. Gì vậy ta? Ném tao súng lên, tao đeo có súng đi. Con mày. Wow. Ôi. Lon ba thằng B là. Con buôn một đấy B không mất mẹ út. Lửa mà nó lửa rồi. À, anh đó. Trận này tao vắt kiệt sức của tao rồi đấy. Ủa mình ngồi sồn giờ là địt mẹ hai con dái quyết xuống đất rồi đấy. Mẹ mày á, thì vì sao hai con dái bố mày chỉ còn mẹ khốn mấy vòng người rồi này. Bây giờ nhá, nhảy hết drop, smoke mid, chuyển sang A. Bọn nó biết plan này của mình rồi nhưng bọn nó sẽ không nghĩ là mình sẽ thực hiện lại, hiểu không? Mẹ làm nhá, làm nhảm. Đi, đi. Mua sân bốc đi anh. Anh mua rồi, anh mua rồi. Nhảy chiếm drop đi, xong rồi nhảy ra cửa sổ luôn. Để anh ném sân bốc đi. Thì mày làm sự giết em đó là tôi nắm mồm. Mẹ nhà mày nữa. Ba mày. Mày cứ chạy trước mặt bố mày ăn cà. Rào mấu. Đúng rồi, vào luôn. Ra luôn, ra luôn. Ôi, đừng. Ôi. Đây, bài. Con mẹ em căng thế nhở. Bây giờ nhá, mua hết 5 quả nết đi. Đi mẹ tao biết thằng Bình đứng đâu rồi, mua hết 5 quả nết đi. Đi đi, ra drop nào. Nó phải một lúc nó mới ra, đợi tí. Từ từ đã, để nó phách sao, để nó phách sao, để nó phách sao đã, để nó phách sao đã. À, lên đây ngồi hết, lên. Đâu, một thằng ở đâu rồi? Từ. Được chưa? 1, 2, 3. Đấy! Còn mày! Mày về. Thôi A đi, A đi. Trên A còn một. Nhanh. Này xuống A. Úi, cái gì vậy? Con mẹ mày! Mẹ đấy chưa? Còn mẹ tao chịu mày đấy. À cái bóng. Còn mẹ chắc cái bóng. Tao đang nghe cái đéo gì đấy. Rất mỏ. Đéo được rồi. Đi. Đéo được rồi. Ngay cái cột. Được. Bên phải phát. Nói nhảy lý lên. Vô lý vậy. Được. Đéo bắn không thích được. Đột phá B rồi. Rồi hết đột phá rồi. Rồi. Không mẹ ăn gai gắt rồi. Thui bố mày hoài vậy. Bị lông. Ok. Ui nóng. Ui ông hoài. Khoan bắn đi à. Ui đây. Đây. Sao nào đây. Mày chỉ mời ra ngoài đấy. Đéo hiểu, thôi em nghỉ đây. Chào anh em nhá. Thôi nghỉ nhá. Nghỉ đi, bye bye. Nghỉ thôi. Anh ngồi về ngủ nhanh rồi.